Cô Hằng xin chào tất cả mọi người ạ. Cô Hằng vừa livestream trên Facebook đây ạ. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Hello everyone. Cô đang livestream trên Facebook, mọi người đã nhìn thấy chưa ạ? Chắc là một lúc nữa đúng không ạ? Hello everyone, Miss Hằng here. Today I am bringing you a very new topic. It is about marketing. Hôm nay thì cô Hằng có một chủ đề liên quan đến phần pronunciation and communication, là phần phát âm cũng như là phần giao tiếp ạ. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là về marketing. Mọi người nhìn thấy cô chưa ạ? Hello. Rồi, các bạn đang làm marketing đâu rồi? Ok, các bạn ơi đợi một chút nha, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Okay, so today we are going to have a very new topic. It's all about the marketing, the way that we usually promote our products, our brands, or even services. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học về cách làm thế nào để chúng ta nói hoặc thể hiện một vấn đề gì đấy với chuyên ngành marketing, là cái cách mà chúng ta thường là tiếp thị này, rồi thì các bạn đưa ra những cái cái hoạt động quảng cáo hoặc là hoạt động quảng bá cái thương hiệu hoặc là doanh nghiệp hoặc là dịch vụ của mình, được chưa ạ? So it's all about how to say something in marketing field in English. And today I will give you a lot of vocabulary and sentence structures for you to learn and learn by heart about that. Hôm nay thì cô Hằng sẽ bắt đầu với một chủ đề về marketing và các bạn sẽ học được rất nhiều thứ ở đây đấy ạ, được chưa ạ? Rồi nào, marketing được gọi là gì? Marketing là giống như là các bạn sẽ thấy là quảng bá này. Marketing là hoạt động quảng bá đúng không ạ? Thông thường là quảng bá. Rồi thì PR đúng không ạ? Người ta gọi là public relation. PR, public relation. Quan hệ công chúng ạ. Được chưa mọi người ơi? Now marketing nghĩa là quảng bá đúng không ạ? Thì thông thường nó sẽ liên quan đến advertising. Advertising. What does it mean by that? Advertising is the way you advertise or promote your products and services to many people, and your aim is to let a lot of people to know your products, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một từ, là từ advertising, mà nghĩa là ngành quảng cáo. Nó là ngành nha các bạn nha, bởi vì nó không phải là mẫu quảng cáo đúng không ạ? Ví dụ như bình thường chúng ta xem cái mẫu quảng cáo trên Facebook ấy ạ, hoặc là quảng cáo về PS này, hay là băng vệ sinh Diana Cotic này, rồi thì các thể loại như là kem đánh răng ấy, thì cái đấy được gọi là commercials. Commercials, được chưa ạ? Cái này là mẫu quảng cáo ngắn ạ. Đó, ok chưa? Commercials, và chúng ta thấy cái từ TVC bình thường mà các bạn biết đó, là đó là TV commercials đúng không ạ? Là quảng cáo trên TV. TVC là quảng cáo trên TV. Được chưa? Đấy, đây là cách mà các bạn sẽ thấy là những người trong ngành marketing các bạn hay làm đúng không ạ? Ok, được chưa mọi người ơi? Các bạn chắc đều nhìn thấy bài của cô rồi đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người nha. Nào, chúng ta cố gắng là các bạn mỗi lần mà đọc với cô thì các bạn cố gắng là viết lại từ nha. Khi mà các bạn viết thì các bạn mới lên được cái trình độ viết cũng như là nhớ từ của mình ạ. Còn nếu mà quên thì thôi ạ. Nha, các bạn để ý cho cô nha, một số từ nữa này. Brand. Brand bằng nghĩa là nhãn hiệu. Hoặc thương hiệu. Khá giống với từ label. Label cũng là nhãn hiệu nha. Nhưng mà brand thì nghe nó to hơn nhiều là nhãn hàng các bạn ạ. Rồi đừng đọc brand mà đọc là brand.
brand, brand. And we also have the word label, label, nhãn hiệu, đúng không ạ? Ok, now, người làm công tác mà quan hệ công chúng ấy, tức là chính là nhân viên, đúng không ạ? Gọi là public relations, đúng không ạ? Public relations officer. Public relations officers là nhân viên quảng cáo hoặc quan hệ công chúng. Đó, đây là gọi nôm na như vậy thôi, đúng không ạ? Ok chưa? Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một số từ vựng với cô nhé. Nào, đọc với cô này. The first one, try to pay attention to the pronunciation if you want to be like a native speaker. Because when you want to say something in English but you failed in pronouncing it correctly, it means that you are going to use it in the Vietnamese accent. Nào, khi mà các bạn nói tiếng Anh ấy mà các bạn cố gắng là đọc theo kiểu là tiếng Việt thì nghe nó rất là ngộ, đúng không ạ? Mà những người nước ngoài người ta sẽ không hiểu bạn đâu, và nó không thể hiện tính professional, chuyên nghiệp ở đây, đúng không ạ? Nên cố gắng là nói tiếng Anh thì chuyên nghiệp một chút nhá, đọc với cô nhá. The first word is marketing. Từ đây cũng đọc là marketing ạ. Một số bạn thì thấy là phong cách của tiếng Việt là bạn đọc là marketing, nhưng mà trọng âm của chúng ta đọc ở dưới nhất này, đọc là mar, vì âm này là âm a dài ạ. Và ở đây nó có chữ r, các bạn phải nâng lưỡi kéo dài lên cho cô nhá. Và phần này thì cô đang đọc theo American English accent. Giọng của cô là giọng Anh Mỹ nên là cô sẽ không đọc là marketing mà cô đọc là marketing. Marketing. Âm T kèm giữa hai nguyên âm chúng ta được quyền đọc gần giống như D ở tiếng Việt, đúng không ạ? Nó là flap T. Now come on, marketing. 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 Ngành thứ hai của chúng ta na ná marketing nó chính là public relations. Có chữ S cũng được, không có chữ được nha. Nào có lớp ơi, đọc với cô này. Public relations. Public relations. Public relations mang nghĩa là ngành quan hệ công chúng, đúng không ạ? Tiếp tục, advertising. Advertising là ngành quảng cáo ạ. Khi mà các bạn đọc cái từ này, các bạn nhớ cho cô nha, cái từ này nó sẽ khác ạ. Cái từ này không hiểu là mẫu quảng cáo các bạn xem đâu ạ. Nào, ở đây các bạn nhớ cho cô ạ, chúng ta cùng đọc từ này như sau. Advertising. Advertising cho âm thứ nhất. Advertising, ok chưa? Tiếp tục, commercials. Commercials, thông thường ở đây các bạn hiểu từ này mang nghĩa là mẫu quảng cáo ngắn trên TV, đúng không ạ? Các bạn cùng đọc với cô nhé. Commercials, 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 ok chưa? Rồi, còn nếu mà các bạn hay xem TVC, tức là mình xem TV nhiều, mình thấy những mẫu quảng cáo xuất hiện khoảng tầm 1 phút hoặc 30 giây ạ, thì nó sẽ là quảng cáo trên TV, viết tắt của từ TVC, là TV commercials, or TV commercial, nhớ nhá. Từ đọc là show mà đọc là show nha các bạn ơi. Nào, comment xong chưa ạ? Cố comment xuống nha. Rồi, chào tất cả mọi người, nào cùng học với cô nhé. Từ này không đọc là commercial mà đọc là commercial các bạn nha. Show, show, show. TV commercial, TV commercial, ok? So next one we have the word brand. Từ này không đọc là brand đâu ạ, nhìn thì tưởng là A nhưng mà khi bạn đọc các bạn sẽ thấy là mồm chúng ta dẹt ra một chút giống như mồm cô Hằng nhá. Brand, 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 được chưa ạ? Không đọc là brand, brand, brand mà là brand. Đó, cái miệng của chúng ta sẽ đưa ra như thế này này. Brand, brand. Brand, để chúng ta tiếp tục ạ, từ này là label. Label là nhãn hiệu hoặc thương hiệu. Nhưng mà cái từ label so với brand thì thông thường brand sẽ được hiểu rộng hơn một chút, đúng không ạ? Nhãn hiệu, hả? Nào các lớp ơi, brand, brand and label, 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 ok? Now, and we also have the word public relations officer. Public relations officer mang nghĩa là người gì ạ? Nhân viên quảng cáo, nhân viên quan hệ công chúng, đúng không ạ? Rồi, ok, nào, như bây giờ quan trọng là đọc nó như thế nào cho đúng nhá. Public relations, trọng âm. Public trong thứ nhất này, relation trong âm thứ hai vì đuôi của nó là duation, trong âm rơi vào trước nó. Officer chứ không phải đọc là officer đâu nhé. Officer, officer, officer trong âm thứ nhất ạ. Now, read after me please. Public relations officer. Public relations officer. Ok chưa? Rồi, cô đã đọc xong phần này và từng từ vựng ở đây rồi. Nếu ai mà cảm thấy từ nào mình chưa biết hoặc đã biết rồi thì cố gắng là các bạn comment lại đi ạ. Comment lại đi vì không comment thì lại quên ngay đi ạ. Nên các bạn cố gắng là nhìn vào cái phần comment ấy ạ, để xem là mình đã viết đúng chính tả chưa. Nhiều người thì đọc thì được, đến lúc cứ gật là quên luôn cách viết ạ. Một lần viết là một lần nhớ nha. So try to repeat or get the repetition of writing so that you can improve your writing skills. Được chưa? Rồi. Xong chưa ạ? Ok, rồi nhá, nào bây giờ chúng ta sẽ có một số từ nữa nhá. Các bạn biết rồi, ví dụ như vừa nãy chúng ta có cái từ là từ từ gì nhỉ? Từ commercials là quảng cáo trên TV, còn quảng cáo nói chung ạ, các bạn sẽ sử dụng từ này cho cô ạ. Từ này sử dụng như sau, nó có hai cách đọc ạ.
Advertisement, nhưng đọc của cô như sau: advertisement, trọng âm thứ nhất advertisement, hoặc từ thứ hai các bạn có thể đọc như thế này giúp cô nhá. Advertisement hoặc là advertisement, advertisement. Trọng âm của nó rơi vào thứ ba, âm này sẽ đọc là I. Còn trọng âm của nó mà rơi vào thứ hai thì âm này sẽ đọc là E. Được chưa mọi người ơi? Vậy âm này không đọc là ties nhá, đọc là advertisement or advertisement. Advertisement or advertisement. Cái này nó có hai cách đọc lại, nó giống nhau nhá. Nghĩa của nó giống nhau các bạn ạ. Và nghĩa là quảng cáo nói chung ạ. Quảng cáo này. Được chưa? Quảng cáo này. Ok. Rồi, ví dụ này, advertisement and advertisement. Ở đây rõ ràng là nó giống nhau nhưng mà có hai cách đọc, và các bạn thích đọc theo cách nào cũng được nha các bạn ơi. Now, so the first word, the first way of pronouncing this word is advertisement. Bởi vì trọng âm nó rơi vào ver nên chỗ này không đọc là ties ạ. Còn nếu mà trọng âm nó rơi vào ties thì âm này các bạn phải nhớ là nó là âm dài, kéo dài và mới gần giọng đúng không ạ? Now, advertisement and advertisement. Ok chưa ạ? Xong nha. Nào bây giờ chúng ta sẽ có một số từ này. Chúng ta thông thường làm marketing thì chúng ta phải nghiên cứu thị trường, người ta gọi là market research. Market research mang nghĩa là hoạt động nghiên cứu thị trường. Tức là các bạn thông thường là các bạn phải đi ra ngoài đúng không ạ? Lăn lộn này, xong sau đó là phải hỏi ý kiến người dùng về những cái sản phẩm mà mình đã bán ra, xem mà người ta phản hồi như thế nào để mình có thể improve được cái sản phẩm của nó của mình đúng không ạ? Vậy cái này được gọi là market research. Trong market research chúng ta sẽ có phần là phần survey. Survey mang nghĩa là bảng điều tra. Hoặc questionnaire. Questionnaire mang nghĩa là bảng câu hỏi nhá. Questionnaire là bảng câu hỏi. Vậy chúng ta có từ survey hay questionnaire đều được. Survey là bảng điều tra, còn questionnaire là bảng câu hỏi. Chúng ta sẽ đi hỏi các bà nội trợ chẳng hạn đúng không ạ? Và thông thường chúng ta sử dụng động từ conduct or survey, mang nghĩa là thực hiện một cuộc điều tra. Được chưa ạ? Now, survey and questionnaire, nhớ trọng âm của nó nhá, questionnaire, and conductor survey, ok chưa? Nào, cùng đọc với cô ba bốn cái từ, năm từ này nhá. Từ đầu tiên này, the first word is advertisement, ok chưa? Nhớ đánh dấu trọng âm cho đúng nhá các bạn nhá, có hai cách đọc, thích đọc cách nào cũng ok, không có vấn đề gì cả. Now, listen to me and then repeat, advertisement and advertisement. Advertisement and advertisement. And we have the word market research. Từ này không đọc là market research, đọc là market research. Market research, ok chưa? Từ tiếp theo mình không đọc từ này là survey, mà đọc là survey. Survey, survey and questionnaire. Questionnaire. Conduct a survey is a way of marketing doing, đúng không ạ? Is the way that marketing is doing. Tức là cái việc mà thực hiện là conducting a survey, là cái việc mà các bạn thấy là hầu hết các dân marketing ở công ty marketing đều phải thực hiện khá nhiều đúng không ạ? Rồi nha. Ok, nào tiếp tục nào, chúng ta sẽ có một số từ vựng nữa nha. Xong chưa mọi người? Các bạn comment xong chưa? Có nhanh quá không ạ? Ai mà thấy nhanh thì các bạn cứ comment lại, cô có thể nói lại nhé. Now the first word is advertisement. I have said it again. Now I have said it again. Now, advertisement, advertisement or advertisement, advertisement. Market research, market research. Không đọc từ này là research, đọc là research bởi vì nó có chữ r đúng không ạ? Cong lưỡi lên cho cô nào. Market research, survey, questionnaire. Không đọc questionnaire, đọc là questionnaire, questionnaire and conductor survey, conductor survey. Ok chưa? Được chưa mọi người? Xong chưa? Chắc không quá khó với các bạn đúng không ạ? Nào. Nào một số cái phần nữa nha. Chúng ta sẽ có từ là từ benefit. Benefit mang nghĩa là lợi ích rồi này. Được chưa? Chúng ta có từ cụm từ là brand acceptability. Acceptability mang nghĩa là việc chấp nhận thương hiệu mới. Việc chấp nhận thương hiệu mới. Đó, được gọi là brand acceptability. Bạn nào mà học marketing nếu bạn hiểu ngay từ này rồi đúng không ạ? Nào, tiếp tục brand awareness. Brand awareness là nhận diện thương hiệu. Được chưa? Ví dụ thương hiệu của mình khá là đơn giản nhưng mà lại rất là dễ nhớ cho người khác thì cái đấy được gọi là brand awareness. Brand awareness. Được chưa mọi người ơi? Xong nhé. Xong chưa nào? Vậy cùng cô đọc nha. Một số từ vựng như sau này. Từ đầu tiên là benefit mang nghĩa là lợi ích. Brand acceptability.
brand acceptability mà nghĩa là việc chấp nhận thương hiệu mới của khách hàng đấy ạ, được không ạ? Và khách hàng của chúng ta thông thường được consumer. Consumer mang nghĩa là người tiêu dùng. Nó na ná từ customer, nhưng mà customer nhớ khách là khách hàng thôi. Còn consumer là người tiêu dùng các sản phẩm của mình ạ. Customer nó sẽ na ná với cái từ client. Client, clients mang nghĩa là khách hàng. Ok. Được chưa mọi người? Nào bây giờ cùng đọc với cô một lần cuối nhá. Now, the first one is benefit. Từ đầu tiên là benefit, từ thứ hai là từ brand acceptability. Brand acceptability. Ở đây cô sử dụng từ acceptability, mọi người để ý trọng âm của nó sẽ rơi vào chữ bill nhá. Và nhớ có phần nối âm nha ná nho nhỏ ở chỗ này này. Brander đúng không ạ? Thì các bạn có thể nối âm một chút thành brander nếu khi đọc nhanh. Các bạn nghe này, brand acceptability, and brand awareness mang nghĩa là nhận diện thương hiệu, tức là cách để làm thế nào cho khách hàng người ta nhận ra thương hiệu của mình. Từ tiếp theo là từ customers and consumers, ở đây consumer là người tiêu dùng, còn customer là khách hàng. Còn khách hàng chuyên nghiệp hơn thì nó dùng từ client, ok? Nào vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu ví dụ như sau nhé. Ngày nay, nhiều công ty đầu tư khoản tiền lớn vào việc xây dựng thương hiệu và danh tiếng, trong đó phải kể đến việc nhận diện thương hiệu. Đây này, rất được chú trọng. Ok, nào, ngày nay nhiều công ty đầu tư khoản tiền lớn là việc xây dựng thương hiệu và danh tiếng, trong đó phải kể đến việc nhận diện thương hiệu, rất được chú trọng ạ. Mời các bạn nhé. Ngày nay nhiều công ty đầu tư khoản tiền lớn vào việc xây dựng thương hiệu và danh tiếng này, trong đó phải kể đến việc nhận diện thương hiệu, rất được chú trọng. Ok chưa mọi người ơi? Ok, rồi nào, vậy bây giờ các bạn để ý cho cô nhé, một số từ vựng ở đây nhá. Từ đầu tiên là đầu tư khoản tiền lớn là gì ạ? Đầu tư khoản tiền lớn. Đầu tư này, khoản tiền lớn này. Kể đến nhận diện thương hiệu, chú trọng. Đó, một năm từ như thế này ạ. Chắc là các bạn sẽ thấy là khá dễ cho các bạn, nếu bạn nào mà dịch quen với cô rồi đúng không ạ? Chịu khó dịch đi ạ, và các bạn nâng cao translation skill của mình nhá. Đầu tư chúng ta dùng từ gì ta? Ngày nay việc nhiều công ty đầu tư khoản tiền rất lớn vào việc xây dựng thương hiệu và danh tiếng, trong đó phải kể đến việc nhận diện thương hiệu, rất được chú trọng. Nào mời các bạn, come on. Được chưa? Ok, đầu tư chúng ta có từ đầu tiên là từ invest. Nếu không sử dụng từ invest, sử dụng từ pour money in đều ok nhá các bạn nhá. Pour money in cái gì đấy, không đọc từ này là pour nhá, đọc là pour. Pour money in, ok chưa? Khoản tiền lớn nhá, sử dụng từ gì các bạn ơi? Khoản tiền lớn sử dụng từ gì nào? Rồi, khoản tiền lớn chúng ta sử dụng là a large amount of money. Còn không sử dụng là a large sum of money. Nhớ nhá. Ai chưa biết những từ này các bạn phải nốt lại giúp cô nha các bạn ơi. Vì những từ này nó sẽ rất quen thuộc và theo các bạn rất nhiều trong quá trình các bạn làm việc đấy ạ. Được chưa? Now, so the first word is invest or pour money in. Invest or pour money in. Khoản tiền lớn sử dụng từ a large amount of money. A large amount of money. Sử dụng từ này là large amount. Large amount of. A large amount of money, a large sum of money, a large sum of money. K
kể đến các bạn sử dụng từ gì ạ? Cụm từ này các bạn phải kể đến cái gì đấy, trong đó phải kể đến cái gì đấy ạ? Nào, dùng từ gì ạ? À, ở đây các bạn sử dụng từ là a huge amount được không được nhé các bạn ơi, a huge amount, ok nhé. A huge amount of, a huge amount of, a huge amount of, very good. Rồi, a huge amount of, từ bulk không quá hay ạ, nên cô sẽ không nhắc ở đây. Ok, nào ví dụ như là bạn kể đến bạn sử dụng từ gì ạ? Trong đó phải kể đến ạ. Các bạn sử dụng từ we have to mention cũng được, không thì sử dụng là it is not impossible to mention to. It is not impossible to mention to. Có định nghĩa là gì ạ? Không thể không nhắc đến cái gì đấy, không thể không, tức là có đúng không ạ? It is not impossible to mention to. Nhận diện thương hiệu các bạn sử dụng từ gì ạ? Nhận diện thương hiệu ạ. Nhận diện thương hiệu, come on. Nhận diện thương hiệu nào. Vừa mới nói xong đúng không ạ? Chúng ta sẽ có phần brand awareness. Brand awareness. Và cuối cùng mình chú trọng mình sử dụng từ pay attention to. Pay attention to. Mà nghĩa là mình tập trung vào cái gì đấy hoặc focus on. Focus on. Ok chưa mọi người? Nào vậy bây giờ chúng ta sẽ điểm lại một số từ vựng ở đây các bạn nhớ nhá. Và từ nào không biết thì các bạn nốt lại giúp cô này. The first word is invest. Cái từ này đọc là invest. Không đọc là invest nha, đọc là invest. Pour money in. Pour money in. A large amount of money. A large amount of money. Or a large sum of money. Or a huge amount of money. Đều mang nghĩa là một khoản tiền lớn. Kể đến là it is not impossible to mention to. Là không thể không nhắc đến cái gì đấy, đúng không ạ? Đó. Tiếp tục ạ, từ đây có từ brand awareness. Brand awareness mang nghĩa là việc nhận diện thương hiệu. Và chú trọng là pay attention to hoặc là focus on. Xong chưa nào? Rồi nhá, nào bây giờ chúng ta sẽ xem cùng một số comment của các bạn này. Bạn Dun này. Nowadays many companies invest a lot of money to build the brand. Hết. Câu này hơi ngắn ạ. Nào câu tiếp theo nhá. Ở đây mình sử dụng từ đó là từ đây ví dụ một bạn, bạn ấy sử dụng từ này như sau ạ. Nowadays a lot of company. Đây, hoàn hảo nhé. Nowadays, many organizations invest a large amount of money in building brand and reputation. Bạn sử dụng một từ là từ reputation. Ai chưa biết từ này các bạn có thể nốt lại giúp cô. Reputation là danh tiếng ạ. Rồi, từ này dùng cũng khá là hay. Reputation là danh tiếng. Cô Hằng lấy ở đâu mà nhiều năng lượng tích cực thế? Thực tế thì các bạn cứ chỉ cần cố gắng chăm chỉ lao động là ok các bạn ơi. Mình giỏi cái gì thì mình chịu khó làm việc về cái đấy. Nào, tiếp tục nhá, hoàn hảo nói nốt này. Many organizations invest a large amount of money in building brand and reputations. In that case, we have to mention about brand awareness, which is really interested. Cái này là rất được chú trọng. Nếu mà em sử dụng cụm từ là interested thì mang nghĩa là is really interested. Không, em nên sử dụng là which is really paid attention to thì hay hơn. Được chưa hoàn hảo ơi? Ok nhá, phần đấy của em làm khá hay rồi. Nào, người khác nào? Trần Dư Tuệ này, nowadays many companies invest a large budget into building brands and reputation. It is not impossible to mention to brand awareness is also focused much on. Câu này của Trần Dư Tuệ bị nối động từ nhá. It is not impossible to mention to thì câu đấy là một câu rồi. Sau đó em phải sử dụng mệnh đề which is also focused much on thì được nhá. Đấy chưa ạ? Tiếp tục Kim Hằng, Kim Thảo nào. Kim Thảo, cô Hằng lấy đâu ra năng lượng mà sao luôn tích cực vậy ạ? Em ngưỡng mộ cô quá. Ok, thế thì mình cứ lao động nhiều thôi em ơi. Quan trọng nhất là mình thích cái việc mà mình làm. Đấy chứ ạ, cái việc mà cô dạy học tiếng Anh của các bạn ấy ạ, thì các bạn thấy là hàng ngày thì cô đều dạy cho các bạn miễn phí. Nên là bạn nào mà muốn mà theo dõi những cái bài giảng của cô Hằng, các bạn hoàn toàn có thể ấn vào nút follow cô Hằng nha. Và để ở chế độ xem trước ạ. Ok, còn một số bạn thì có hỏi cô về các lớp online hay offline thì các bạn hoàn toàn có thể inbox cho cô ạ. Bởi vì cô Hằng có cả lớp online và offline, đặc biệt là khi mà cô livestream như này và có rất nhiều học sinh của cô Hằng đang lên xem. Ok chưa? Rồi nhá. Nào một bạn hỏi cô như sau này. Nowadays many enterprises invest a large sum amount of money. A large sum. Large sum hoặc large amount không dùng cả hai nhá. Picham ơi. Rồi a large sum of money được rồi em ơi. To build brand and fame. Fame cũng được. It is not impossible to mention to brand awareness that is very focused on. Very focused on nghe hơi ngộ ngộ. Em sử dụng từ much. Được chưa? Hoặc là highly focused on. Nào ở đây cũng có một từ đó là từ fame. Cái này cũng là danh tiếng ạ. Fame ở đây cũng là danh tiếng nhá. Reputation and fame. Ok, good. Trần Thị Thi Thi này. Cô ơi, khi nào cô mở chủ đề về designer đi cô? Ok, đồng ý nhá. Ừ, tiếp tục nào.
Cô dạy cách nối âm và nuốt âm. Thông thường thì bình thường cái cách nối âm gọi là linking sound hay là emitting sound thì cô vẫn nói qua trong quá trình mà mình dạy, nên là các bạn để ý cho cô nhé. Ví dụ bây giờ cô sẽ nói qua như sau này. Ok, một này. Ngày nay có nhiều công ty đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem một số từ vựng như nào ạ. Ngày nay nowadays. Nhiều công ty, a lot of enterprises. Các bạn không sử dụng từ enterprises, các bạn hãy sử dụng từ company. Companies. Enterprises or company. Enterprises or company. Được chưa? Ngày nay a lot of, đúng không ạ? Nowadays, cô xin lỗi viết sai chính tả. Nowadays a lot of enterprises or companies. Nếu các bạn không sử dụng từ này, các bạn có thể dùng một từ như từ organization, như cô vừa thấy có một bạn đang làm. Organizations, ok chưa? Đang đầu tư rất nhiều, các bạn sử dụng là have been investing hoặc have invested. Large sums amount of money. A large sum or large amount of money. Of money, được chưa? Large sums or large amounts of money. Ở đây cô sử dụng số nhiều vì là chúng ta không hiểu là một khoản tiền lớn đâu ạ. Chúng ta có thể là nhiều khoản tiền lớn đúng không ạ? Còn nếu bạn sử dụng là cũng ok, không vấn đề gì nha các bạn nhé. Now, nowadays a lot of enterprises or companies or organizations have invested large sums or large amounts of money into building. Building. Thương hiệu, các bạn sẽ biết ngay đây là từ brands, đúng không ạ? And reputation, đây là từ hay hơn, không dùng reputation, dùng favor, ok. Đấy chưa ạ? Nào, trong đó phải kể đến, đúng không ạ? Thì nên là it is not impossible. Không thể không kể đến. Impossible. It is not impossible to mention to awareness. Brand awareness. Which is highly focused on. Đó. Thế chứ ở đây cô dùng khá nhiều từ vựng, mọi người để ý cho cô nhé. Từ đầu tiên các bạn để ý, từ đầu tiên đó là từ gì ạ? Enterprises bằng với company và bằng organizations. Các bạn dùng thế nào cũng được ạ. Được chưa? Enterprises, company, organizations, ba từ này đồng nghĩa với nhau, được chưa? Nên là khi các bạn làm, các bạn cố gắng là nhìn cái phần này, bạn có thể thay thế từ vựng một cách khác biệt sau mỗi lần nói, chứ không phải lúc nào cũng nói là company, company đâu ạ, được chưa? Nowadays a lot of enterprises là doanh nghiệp, company là công ty, còn organization là tổ chức của công ty, được chưa? Thường công ty to thì chúng ta sử dụng là organization. Have invested ở đây cô sử dụng hiện tại hoàn thành, thể hiện việc là từ trước rằng người ta cũng đang làm như thế rồi, đúng không ạ? Have invested large sums hay amounts đều ok nhé các bạn nhé. Sums or amounts đều ok ở đây ạ, bởi vì lý do là hai từ này đều có nghĩa là cái lượng tiền. In building brand and reputation, về việc xây dựng thương hiệu và danh tiếng ạ, ở đây chúng ta có từ danh tiếng là reputation or fame. Hai từ này chấp nhận được bởi vì nó là gọi là synonym của nhau, ok chưa? It is not impossible to mention. Mention là mang nghĩa là nhắc đến ạ. Và brand awareness chúng ta vừa học xong, which is highly focused on. Câu này mang nghĩa là bị động ạ, cụm từ highly focused on, được chưa ạ? Vậy bây giờ cô nói qua một chút về phần nối âm ở đây nhá. Trong tiếng Anh ạ, khi mà chúng ta học từ này ạ, thì các bạn sẽ hiểu là cái vấn đề ở đây là gì ạ? Khi mà chúng ta học ấy, các bạn phải để ý là chỗ nào đằng trước có một phụ âm và đằng sau có một nguyên âm thì nó sẽ nối vào nhau, đúng không ạ? Một bạn hỏi cô là reputation và echo có khác nhau không cô? Echo mang nghĩa là sự vang vọng. Sự vang vọng thường là vang lại từ cái gì đấy, được chưa? Còn reputation thì hiểu rõ luôn là thương hiệu nhá, Thảo ơi. Echo thì dùng cho nhiều thứ lắm, ví dụ như là khi mà em dùng một cái trống á, mà em đánh trống thì nó sẽ có echo là tiếng vang của tiếng trống. Đấy. Thì nếu bây giờ em sử dụng reputation là nó nghiêng hẳn về thương hiệu và những cái gọi là danh tiếng mà mình xây dựng, được chưa? Còn echo thì chỉ mang nghĩa là cái việc vọng lại thôi. Còn nó sử dụng tùy trong trường hợp, có những trường hợp mà mình dùng cả hai từ này giống nhau được. Ok chưa ạ? Một số bạn comment sau như là Aloha Lan này, Lê Kim Thoa, Tờ Rung, Hải Yến ạ. Thì các bạn có để xem phần này của cô lên luôn nhé, thì cô sẽ không chữa comment của các bạn nhá. Nào bây giờ các bạn để ý này. Nowadays a lot of enterprises or companies or organization. Vậy các bạn để ý nhớ nối âm này. Nowadays a lot of. Đó, cô đang nối âm bốn từ này nhá. Ai chưa nhận ra các bạn có thể nhìn vào phần cô gạch bằng mực vàng này. Nowadays đúng không ạ? Xong lại có lot of, các bạn nhìn thấy không ạ? Vậy hai từ này, hai cái cụm này chúng ta sẽ nối với nhau. Nowadays, lot of. Nowadays a lot of. Đó, được chưa? Ở đây các bạn nhớ cho cô trọng âm của nó sẽ rơi vào từ đầu tiên ạ. Đó là từ thứ hai, cô xin lỗi. Từ nowadays. Nowadays từ đầu tiên ạ. Trọng âm rơi vào đây là nowadays, đúng không ạ? A lot of. Nowadays a lot of. Nowadays a lot of. Ok chưa? Âm T kèm giữa hai nguyên âm đọc là D.
Âm T kẹp giữa hai nguyên âm đọc luôn là đờ luôn, gọi là flap T trong tiếng Anh. Nào các bạn bắt đầu đọc với cô nhé. Nowadays a lot of. Nowadays a lot of. Từ tiếp theo là từ enterprises. Nhớ từ này có đuôi C's chứ không đọc là enterprise. Đọc là enterprises. Được chưa? Enterprises. Xong chưa? Nào xong từ nào rồi, comment xuống dưới đi các bạn. Hãy comment đi ạ. Để cô Hằng có thể nhìn thấy cái phần comment của các bạn, xem các bạn đã làm đúng hay chưa. Các từ vựng mới cô đã bôi xanh này. Còn những chỗ nào mà nối âm cô bôi vàng, những từ nào mà nối âm cô bôi vàng, cô sẽ đợi các bạn một chút nha, để các bạn cùng luyện tập với cô để xem các bạn xong chưa nhá. Comment xong thì cô sẽ dạy tiếp nào. Từ đầu tiên ạ, đó là từ nối âm nowadays, được chưa? Nowadays, nowadays, xong chưa? Tiếp tục a lot of đọc là lot of, a lot of đọc là lot of, được chưa? A lot of. Tiếp tục ở đây có từ enterprises, enterprises mang nghĩa là gì? Enterprises mang nghĩa là doanh nghiệp. Doanh nghiệp. Được chưa? Rồi nha, các bạn nhớ đọc với cô này. Từ đầu tiên, enterprises, enterprises, companies, companies và organizations. Ba từ này giống nghĩa nhau nên là các bạn có thể comment luôn. Xong chưa? Nowadays a lot of. Thực hiện được 4 từ này chưa? Chỉ có 2 dòng đầu tiên thôi nhé. Cùng đọc với cô này. Nowadays a lot of enterprises, or nowadays a lot of companies, or nowadays a lot of organizations. Nowadays the, nowadays a lot of. Được chưa? Đấy, đối âm rồi ạ. Các bạn cố gắng là luyện cục với cô khoảng tầm 5 lần nhá. 5 lần một cụm rồi mới chuyển này. Enterprises, company số nhiều, organization số nhiều. Tiếp tục mình có từ have invested. Have invested, ở đây có phần nối âm tiếp tục này, màu vàng này. Nói đầu tiên là từ have có âm v ở đít cộng với lại invested, âm v, âm y ở đầu. Vậy chúng ta đọc là have invested. Have invested. Xong chưa? Have invested. Ok chưa mọi người? Tiếp tục, large sums. Large sum or large amount of. Large sums or large amounts of. Được chưa? Tiếp tục có một từ nữa nối âm là từ amounts of. Amounts of. Nào cứ làm đi ạ. Các bạn làm dần dần từng cụm một với cô nào. Comment những cái cụm gọi là màu vàng, gọi là phần nối âm linking sound ở đây ạ. Have invested and amounts of. Have invested and amounts of. Được chưa? Money. Nhớ trọng âm thứ nhất nào. Các bạn không đọc là money, đọc là money giúp cô nhá. Đọc là money. Money, money, money. Money, ok. Invest là đầu tư à cô? Đúng rồi em ơi, invest là đầu tư nha. Không sử dụng invest có thể sử dụng cụm từ pour money in. Pour money in. Đúng rồi, xong chưa? Ok, nào bây giờ cùng đọc với cô này. Have invested. Have invested. Comment đi ạ. Comment những cụm màu vàng vào cho cô vì đây là phần nối âm. Ok chưa? Tiếp tục ạ. Mình có từ tiếp theo, mình sẽ sử dụng từ là từ large sum. Sum mang nghĩa là khoản tiền và amounts of. Amounts of. Sums of or là amounts of. Sums of or amounts of mang nghĩa là khoản tiền, nhiều khoản tiền nào đấy. Money. 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 Have invested. Have invested. Large sums. Large sum or amounts of. Large sum or amounts of. Được chưa? Money. Money, money, okay. Into building brand, building brand and đây đấy nhá. Building brand and reputation, building brand and reputation đúng không? Chữ đầu chữ and thành dan đúng không? Building brand and reputation, học phê. It is not impossible to mention. It is not impossible to mention brand awareness, which is nói âm highly focused on, focused on. Đó, xong chưa? Đấy là những cụm màu vàng là những cụm nối âm nhá. Vậy bây giờ chúng ta cùng đọc lại với cô một lần cuối này. Từ vựng ở đây các bạn thấy là hoàn toàn là không có gì quá khó các bạn đúng không ạ? Reputation cô đã giải thích ở dưới rồi, mang nghĩa là thương hiệu hoặc là danh tiếng. Danh tiếng thì đúng hơn. Fame là danh tiếng, kiểu đứa mà hám fame ấy. Đấy, các bạn hay nói như thế đúng không ạ? Hám danh tiếng. Nào, vậy bây giờ chúng ta đọc nhá. Nowadays a lot of enterprises. Nowadays thành nowadays. Đó, nowadays a lot of enterprises or companies, organizations have invested, cô nói em luôn, have invested large sums of money, large sums of money or large amounts of money into building brand and reputation, building brand and reputation. It is not impossible to mention, ở đây cụm từ này nữa quên mất,
Not impossible đấy ạ, cũng là nối âm nhá, màu vàng nhá. It is not impossible to mention brand awareness. Brand awareness, which is highly focused on. Thấy chưa ạ? Rồi, nếu bây giờ mà các bạn không nhớ được cái phần này, cô hoàn toàn có thể bỏ luôn màu đi và cô sẽ đánh dấu lại nhá. Lần cuối để cho các bạn cùng đọc này. Đấy nhá, a lot này, nows, a lot of, để cô để ngang như này cho các bạn học sinh của cô đỡ bị nhầm này. Have invested, nối âm. Have invested. Tiếp tục, amounts of money. Amounts of money. Building brand and, brand and reputation. It is not, it is not. It's impossible, hoặc là impossible, it is not impossible. To mention brand awareness, which is highly focused on. Đấy, rõ ràng các bạn chưa, chỗ nào cứ có gạch ngang thì đấy là nối âm với nhau nhá. Được chưa mọi người ơi, nào, bắt đầu này. Nowadays a lot of enterprises, companies and organizations have invested large sum or amounts of money. Large sums or amounts of money, đều được nhá. Have invested large amounts of money into building brand and reputation. Building brand and reputation. It is not impossible to mention brand awareness, which is highly focused on. Which is highly focused on. Được chưa? It is not impossible to mention brand awareness, which is highly focused on. Được chưa? Rồi nha, thế thôi nha các bạn ơi. Tiếp tục nào, chúng ta ở dưới này nó lại một số từ nữa này. Reputation bằng với từ fame. Reputation bằng với fame. Xong nha, chúng ta sẽ có một số từ nữa nha các bạn ơi. Từ vựng liên quan đến phần marketing tiếp tục này. Communication channel. Communication channel mà nghĩa là kênh truyền thông. Kênh truyền thông, ok chưa? Copyright. Copyright là bản quyền. Cost là chi phí. Và chúng ta có từ coverage. Coverage là kênh phân phối. Thông thường nó giống như là distributor của chúng ta đấy ạ. Distributor, distribution. Đây là nhà sự phân phối. Coverage, coverage, đấy chứ ạ. Coverage. Được chưa? Ok nhá. Nào chúng ta cùng đọc với cô một số từ vựng ở đây nào các bạn ơi. Communication channel, copyright, copyright, cost, coverage, coverage, or distribution đều ok, không có vấn đề gì ở đây cả đúng không ạ? Now listen to me, cô đọc qua một số từ nhá. Từ đầu tiên là từ communication, cái này mang nghĩa là truyền thông này. Channel, communication channel, được chưa? Từ này mang nghĩa là kênh truyền thông, mà trọng âm của nó rơi vào thứ nhất, cái từ kênh nhá, channel, chứ mà channel đâu nhá, đừng đọc nhầm thành channel nhá. Channel, communication channel, copyright, 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 cost, 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 coverage, 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 distributor or distribution, ok chưa? Một bạn hỏi cô là làm về chủ đề du lịch khách sạn đi cô. Thực tế thì cô đã làm về một số chủ đề về nhà ở rồi này, các loại hình ở này, đó là khách sạn này. Và thêm cái nữa là du lịch cũng làm có hai chủ đề rồi đấy. Các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube Tiếng Anh Cô Hoàng Bựa nhá. Các bạn lên YouTube Tiếng Anh Cô Hoàng Bựa và gõ cái tên ra đấy ạ. Lên YouTube gõ cái tên Tiếng Anh Cô Hoàng Bựa, nó sẽ ra kênh của cô ạ, được chưa? Rồi ạ. Và sắp tới thì cô cũng sẽ livestream lại những cái bài mà nó mở rộng nhiều hơn về cái phần đấy ạ. Các bạn cứ theo dõi, cô sẽ live dần. Rồi nhé, tiếp tục ạ, chúng ta sẽ có một phần tiếp theo ạ, đó là từ auction. Auction mà nghĩa là đấu giá nhé các bạn ơi. Auction mà nghĩa là đấu giá, không đọc là option, đọc là auction, đấu giá. Được chưa mọi người? Nào cùng đọc với cô một số từ vựng như sau. The first word is communication channel. The second word copyright, cost, coverage, distributor and distribution. Đều giống nhau. Auction là đấu giá. Vậy cố gắng là mọi người comment cái phần này ra nha. Nếu ai không comment thì cô cũng không biết là các bạn có làm đúng hay không đâu nha. Cố gắng là comment ra đi ạ. Tiếp tục ạ, chúng ta có từ alternatives. Alternatives là hàng hóa thay thế.
Ví dụ như là gần đây chúng ta thấy là thịt lợn đúng không ạ, đang gặp rất nhiều phốt thì chúng ta quay sang alternatives là thịt gà. Đó. Đây là gọi là alternatives. Alternatives. Chúng ta có từ end user là khách hàng sử dụng cuối cùng, người tiêu dùng cuối cùng ạ. Người tiêu dùng cuối cùng. Được chưa? Alternatives and end user. Alternative and end user. Chúng ta có từ exchange. Exchange. Exchange là trao đổi, cái này quen rồi đúng không ạ? Ví dụ như exchange information đúng không ạ? Exchange information có nghĩa là trao đổi thông tin. Trao đổi thông tin, exchange information. Xong chưa? Nhớ comment lại từ vựng đi các bạn ơi, đừng lười nhá. Comment lại đi để xem các bạn có nhớ không ạ? Now, okay, so we are going to have go over. I will go over all these sentences here. Communication channel. Các bạn nhớ cho cô từ này đọc là chờ bật mạnh lên nhá. Communication, shin cũng phải là bật mạnh ạ, trọng bật K nhá. Communication channel. Communication channel. Copyright. Copyright là bản quyền. Cost là chi phí. Cost là chi phí. Coverage. 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 Để chơi là kênh phân phối ạ. Coverage là kênh phân phối. Distributor and distribution là nhà sự phân phối. Auction, auction là đấu giá, từ vựng mới với các bạn cố ghi nhá. Alternatives, thông thường để số nhiều vì đây là hàng hóa thay thế, các loại hàng hóa thay thế đúng không ạ? Ví dụ như là ngoài cái việc là cái này dính phốt thì mình có thể dùng lại cái kia. Đó, end user là người tiêu dùng cuối cùng. Exchange là trao đổi, và chúng ta có từ exchange information. Đã quá quen thuộc với các bạn rồi đúng không ạ? Rồi nhá, bây giờ trong chương marketing thì người ta hay sử dụng từ influential, influencer, influencer, influencer là người ảnh hưởng ạ. Được chưa? Đấy là lý do là tại sao các bạn hay sử dụng famous hoặc là popular people đấy ạ. Popular people là những người nổi tiếng. Đó bằng nghĩa với từ celeb, celebrities đúng không ạ? Celebrities. Mang nghĩa là những người nổi tiếng, sử dụng những người nổi tiếng để chúng ta quảng bá cho một sản phẩm nào đấy, để tạo được niềm tin cho người tiêu dùng đúng không ạ? Ví dụ như là ca sĩ này, diễn viên kia dùng cái sản phẩm đấy mà mình hâm mộ họ thì mình cũng cảm thấy dùng cái sản phẩm đấy nó tin cậy hơn, cái gọi là influencer marketing. Được chưa? Sử dụng marketing bằng cách sử dụng người influencer, được chưa? Rồi nha, ok. Nào đọc lại với cô một số từ vựng ở đây nhé mọi người ơi. Now we are going to read all of these words. The first one, auction, alternatives, alternatives, end user, exchange là trao đổi, và chúng ta có từ exchange information, quá quen thuộc với các bạn rồi. Influencer, influencer, cái này mang nghĩa là người ảnh hưởng ạ, không đọc influencer. Đấy chứ, influencer, influencer. Nhiều từ mới quá nào không hết cô ơi ạ. Nếu như các bạn mà học với cô như thế này mà chưa nhớ được thì chắc chắn là các bạn về nhà phải viết lại bài rồi. Đặc biệt là học sinh cô Hằng, thì cái việc các bạn viết lại bài livestream của cô Hằng là điều bắt buộc trong lớp của cô ạ. Thì lý do là nếu mà các bạn học với cô mà không viết bài thì làm sao mà các bạn nhớ được bài đúng không ạ? Nhớ nhá, vậy nên là khi mà các bạn xem với cô như thế này rồi ạ, thì các bạn cố gắng là share phần video này về này, đặt ở chế độ cô Hằng là luôn luôn follow cô và xem trước, để mỗi lần mà cô Hằng livestream các bạn đều nhận được thông báo. Còn nếu mà bạn nào mà cần hỏi tư vấn các lớp online hay offline, các bạn cứ inbox cho cô, đặc biệt là những bạn mà đang là du học sinh hoặc là lao động ở nước ngoài đấy ạ. Các bạn không ở Hà Nội học với cô được, các bạn có thể hoàn toàn inbox để cô có thể tư vấn cho các bạn nhé. Còn đừng comment lên trên này thì cô sẽ không nhớ được phần comment của các bạn đâu. Toàn bộ phần này các bạn hoàn toàn về nhà có thể viết lại được, bởi vì là chúng ta thấy cô giảng bài trên phần máy tính này thì nó rất là dễ nhìn đúng không ạ? Được chưa? Nào đọc với cô một số từ ở dưới nữa này. End user, exchange, exchange information, influencer, influencer, popular people and celebrities, popular people and celebrities. Ở đây cô giải thích rồi là trong tiếng Anh, tức là in marketing, people in marketing, popular people or celebrities are often invited to advertise for one goods or product or anything because they can create the belief, niềm tin, đúng không ạ? In using that product. Tức là những người nổi tiếng ạ, thì they are often invited to advertise for one product because they can create belief for customers. Là cái những người nổi tiếng thì thường được mời để chúng ta thấy là họ hay quảng cáo cho một sản phẩm ạ. Bởi vì những người này có thể tạo ra niềm tin cho những người sử dụng sản phẩm, gọi là customers. Đấy chưa? Rồi nhá, ok.
Nào phần này thì cô có ở đây là toàn bộ từ vựng liên quan đến phần marketing rồi ạ. Nếu mà bạn nào mà cần hỏi cái gì bạn có thể hoàn toàn inbox cho cô nhé. Hôm nay cô sẽ kết thúc phần livestream tại đây ạ, và hoàn toàn các bạn có thể xem lại phần livestream này trên tường của cô Hằng hoặc lên trên kênh YouTube tiếng Anh cô Hằng Bựa. Và cái bài hôm nay cô đã gửi đến trên phần comment ở phần pin comment rồi, mọi người nhìn thấy thì các bạn hãy like để cho những người khác nhìn thấy nhé. Okay, so this is the topic related to marketing and the way we do marketing. And now I'm going to end this video. I hope that I can meet you guys in the next ones. Bye bye. See you.